Mến chào quý vị khán giả của báo Nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai những năm gần đây đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Chăn nuôi nông hộ đang đuối sức và tự phải tìm hướng đi cho riêng mình. Trong đó thì nuôi con đặc sản với giá trị kinh tế cao đang là cách làm hiệu quả cho người chăn nuôi nhỏ lẻ ở Đồng Nai giữa bối cảnh nhiều khó khăn bủa vây. Và để hiểu rõ hơn về xu thế nuôi con đặc sản tại Đồng Nai cho giá trị kinh tế cao, mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với ghi nhận do phóng viên báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ thực hiện. Đây là mô hình chăn nuôi chuồn hương lấy thịt và bán con giống của vợ chồng chị Nhung tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Dù chỉ mới thử sức nuôi động vật hoang dã chưa đầy 2 năm nay, nhưng vợ chồng chị Nhung đang minh chứng được tính hiệu quả với mô hình chăn nuôi này với lợi nhuận từ khoảng 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Mô hình này đang được trạm chăn nuôi và thú y huyện Tân Phú giới thiệu và nhân rộng. So với những con vật nuôi khác ấy, thì tôi thấy cái con chồn hương này nó kinh tế rất là cao. Sau một năm thì cũng đã lấy lại vốn được vài trăm triệu. Và hiện tại thì hai vợ chồng tôi đang dư được một trại chồn trên dưới 40 con. Tôi thì cũng được các cán bộ kiểm lâm, cán bộ thú y cũng như là dự án Top Filler chia sẻ về cái bài học cách nuôi đệm lót sinh học cho chồn hiệu quả, thì hai vợ chồng tôi cũng đã áp dụng và thấy cũng có hiệu quả. Tại huyện Tân Phú, đang tập trung nuôi 4 loài động vật hoang dã tại nông hộ gồm chồn hương, nai để đình nhung, nhím và dúi. Đây là 4 con động vật hoang dã được ngành chăn nuôi huyện đặt lên hàng đầu trong phát triển kinh tế gia đình, kinh tế địa phương. Nhu cầu hiện nay là bà con chuyển dịch cơ cấu từ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển qua nuôi động vật hoang dã. Thì đang phát triển có tầm hướng cao, đang phát triển tốt. Hiện nay một số hộ trên địa bàn hiện nay phát triển rất tốt, thì mang lại lợi nhuận, ít đầu tư thức ăn, con giống. Do vậy là cái giá thành bán ra đạt hiệu quả cao. Còn tại huyện Vĩnh Cửu, người nuôi hươu nai để nhung tại xã Hữu Liêm từ lâu đã nổi tiếng khắp tỉnh Đồng Nai. Nhờ ít công chăm sóc, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên nghề chăn nuôi hươu nai tại Hữu Liêm giúp cho nhiều gia đình trở nên khấm khá. Với giá nhung nai khoảng 8 triệu đồng 1 kg, nhung hươu khoảng 2,5 triệu đồng trên 100 gram. Sau khi trừ hết các chi phí, mỗi năm, một hộ nuôi hươu nai cũng cho thu lời từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng, tùy vào số lượng vật nuôi. Cái hiệu quả của cái chăn nuôi hươu nai thì nó cái đầu tư nặng là nặng cái vốn ban đầu, cái chuồng trại với cái con giống. Còn cái thức ăn thì mình thức ăn chủ yếu là mình tự túc được, mình đi tận dụng ba cái nông cái phế phụ của nông nghiệp á, thì mình về mình chăn nuôi thì cái lợi nhuận của nó cũng tương đối cao, bởi vì là mình không có đầu tư vô cái thức ăn như heo với như gà như trâu bò, mà mình thức ăn mình tự kiếm được. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng đàn động vật hoang dã lên tới hàng triệu con tại hơn 700 cơ sở chăn nuôi với 73 loài khác nhau. Trong đó phải kể đến có khoảng 57 trại nuôi cẩy hương, 50 hộ nuôi dúi, 30 hộ nuôi nhím, 154 hộ nuôi nai. Các mô hình này đều được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai quản lý và cấp giấy khai sinh cho từng vật nuôi. Phát triển chăn nuôi của Đồng Nai thì theo cái hướng là phát triển từ những con đặc sản, con bản địa, ưu thế của địa phương để phát triển thành là chăn nuôi theo hướng là kinh tế, chuyên sâu hơn. Tới đến có thể là đăng ký thành một sản phẩm OCOP của Đồng Nai. Hiệu quả kinh tế là thế, nhưng để những mô hình nuôi con đặc sản, động vật hoang dã được bền vững, thì câu chuyện đầu ra là bài toán khó mà ngành nông nghiệp Đồng Nai cần phải tính tới. Điều này sẽ giúp cho ngành chăn nuôi thêm bền vững hơn. Hiện nay nó có một cái vấn đề chúng ta phải xem xét là khi chúng ta nuôi con đặc sản đó, tạo được công ăn việc làm, tạo được cái của cải sản xã hội, nhưng đồng thời chúng ta phải xem xét tới cái mức tiêu thụ, bởi vì những con đặc sản đó là những con tương đối là còn gọi chúng ta phải gọi là hàng hiếm, nhưng mà làm sao khi tạo được con đặc sản đó thì làm sao phù hợp với cái túi tiền của người tiêu dùng. Thì khi chúng ta làm được cái con đặc sản để mà giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường, tạo được cái công ăn việc làm nhưng có một cái thị trường tiêu thụ tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng Đồng Nai đang đi cái vấn đề này, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Hợp tác xã cũng đang khuyến khích cho những cái hộ nào mà có chăn nuôi được thì có khả năng chăn nuôi thì đưa cái đàn chăn nuôi lên. Thứ hai nữa thì hợp tác xã cũng đang tập trung vô cái OCOP, cái sản phẩm đầu ra cho bà con. Thưa quý vị, phát triển những con đặc sản bản địa mang ưu thế của Đồng Nai không chỉ là mô hình độc đáo mà còn mang đến giá trị kinh tế cao, đóng góp tích cực vào việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm.
mong rằng là những mô hình chăn nuôi này của Đồng Nai sẽ phát triển bền vững, có được những đầu ra ổn định. Có như vậy thì mới phát huy tối đa giá trị của mô hình này và mang đến hiệu quả cao. Phóng sự do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện đến đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!